Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 7 giờ tối của ngày 27 tháng 1 năm 2022. Lửa rực rỡ cháy các bác nhé. Đó. Và một cái thông tin mà rất nhiều người chờ đợi từ rất là lâu rồi, đó là những cái sai phạm của Bộ Y tế trong một thời kỳ rất dài. Và hiện nay, báo cáo với các bác, khi các bác nghe xong tin này thì các bác thử suy nghĩ xem những ai sẽ cảm thấy lo lắng, những ai sẽ cảm thấy run sợ. Và một cái chị có một giọng hát rất hay thì chị phải chịu trách nhiệm gì ở trong cái sự vụ này? Có lẽ, báo cáo với các bác rằng có lẽ Thanh tra Chính phủ đã khác với thời kỳ ngày xưa. Khác với thời kỳ ngày xưa, đó là cái thời kỳ 10 năm, nơi mà thậm chí đã đến 3 đời Tổng Thanh tra Chính phủ. Mỗi một mùa kết luận thì báo cáo với các bác rằng là chỉ lác đác một vài cái trường hợp mà vô cùng nhỏ lẻ. Có nhiều khi ấy, người dân người ta hỏi rằng là Thanh tra Chính phủ cái thời đó tại sao hoặc là không phát hiện ra hay thế nào đó, hoặc là chỉ khi không phát hiện ra thì mới có. Còn nếu như mà phát hiện ra thì đương nhiên thậm chí là va chạm rồi bị ghét, bị nọ bị kia, đúng không ạ? Nhưng mà Thanh tra Chính phủ thời kỳ vừa rồi là rất là khác các bác ạ. Từ cái thời mà của ông Lê Minh Khái, bây giờ là Thủ tướng, cho đến hiện nay thì báo cáo với các bác rằng là mới mở màn trong một nhiệm kỳ thôi mà đã có 7 cái vụ việc, từ đã có tới tận 7 cái vụ việc của Bộ Y tế đã được chuyển sang cơ quan điều tra. Và đặc biệt thanh tra trong lĩnh vực đất đai có rất nhiều thành tích trong đợt vừa rồi, đó là các bác chưa để ý thôi. Nhưng mà rất nhiều vụ việc của cơ quan công an mà làm được ấy thì là do bên phía của Thanh tra Chính phủ chuyển sang. Và các bác là như vậy. Trên màn hình của các bác là trên màn hình của các bác ấy, các bác có thể nhìn thấy Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an 7 vụ việc về mua sắm thiết bị y tế, đó là trên tờ báo Người Lao Động.com và được trang trọng của trang nhất cũng như là trên báo Tuổi Trẻ. Vậy khi đi vào chi tiết chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều và tự hỏi rằng sao, tại sao một thời kỳ lại có thể lộng hành như vậy. Thanh tra Chính phủ thì vừa có thông báo kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh giai đoạn 2014-2018. Và cơ quan thanh tra đã tiến hành thanh tra các nội dung nêu trên tại Bộ Y tế và 7 bệnh viện thuộc Bộ gồm có Bạch Mai, Chợ Rẫy, Việt Đức, Ca, Nhi Trung ương Huế, Thống Nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đồng thời kiểm tra xác minh một số gói thầu mua sắm tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Ung Biếu, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Thanh tra Chính phủ thì bên cạnh các kết quả đạt được, việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh còn xảy ra những sai phạm, khuyết điểm như là quản lý sử dụng quỹ còn bất cập, có hiện tượng đầu tư trang thiết bị y tế giàn trải, một số ít được đầu tư mua sắm nhưng chưa sử dụng, khai thác có hiệu quả, công tác đấu thầu mua sắm thiếu chặt chẽ còn sai phạm. Và dùng hình ảnh minh họa Bệnh viện Bạch Mai, nơi có hai tổng giám đốc đã bị bắt đó, và bị kết án. Đối với Bộ Y tế thì Thanh tra Chính phủ kết luận việc tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan còn nhiều hạn chế, vi phạm. Đặc biệt đáng chú ý, Bộ Y tế tham mưu xây dựng văn bản trình các cấp có thẩm quyền ban hành còn có nội dung trái với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn, hoặc có nội dung trong cùng văn bản nhưng chưa thống nhất, không sát thực tế, quy định không triển khai ngay khi mà có hiệu lực. Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ, Bộ Y tế còn buông lỏng công tác quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao. Công tác quản lý trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao còn yếu kém. Việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm của Bộ Y tế còn hạn chế, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh. Trong thời gian dài thì không công khai kết quả trúng thầu theo quy định của pháp luật. Kỳ lạ chưa? Bên cạnh đó, việc cấp phép nhập khẩu thiết bị y tế còn sai phạm, có dấu hiệu lợi ích nhóm và dấu hiệu vi phạm hình sự. Đó. Ông Nguyễn Minh Tuấn, khi còn giữ chức vụ
khi còn giữ chức vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế thì đã vi phạm những việc cán bộ công chức không được làm quy định tại luật phòng chống tham nhũng năm 2005. Cái chỗ này báo cáo với các bác rằng rất là hay nha. Và trong đó thì cái quy định về không được làm bao gồm có người thân rồi nọ kia không được làm cùng ngành nghề với mình vân vân. Đó. Và tại các bệnh viện được thanh tra thì kết luận thế này: công tác mua sắm trang thiết bị vật tư y tế tiêu hao còn nhiều sai phạm trong việc xây dựng số lượng, giá, hồ sơ mời thầu không đúng quy định, mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất và thuốc bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đoạn này chỉ định thầu rút gọn nha. Mua sắm trực tiếp, mua ngoài còn nhiều sai phạm, có dấu hiệu chia nhỏ giá trị gói thầu để thực hiện chỉ định thầu rút gọn. Chia tách hóa đơn đấy các bác. Ví dụ như là trên cái số tiền bao nhiêu thì phải là có đấu thầu kiểu kia và trên nữa, nhưng mà họ chia tách ra thành nhiều gói để từ đó rằng là cái này ta quyết được, một mình ta quyết được. Đó. Trò này báo cáo với các bác rằng là vô cùng nhiều. Và thanh tra chính phủ cũng kết luận một số bệnh viện lựa chọn đơn vị trúng thầu có giá bỏ thầu cao hơn thì làm tăng chi phí. Liên quan bệnh viện K này. Bệnh viện K ký hợp đồng với các doanh nghiệp đặt máy và tổ chức đấu thầu đối với hóa chất sử dụng cho máy đặt sẵn tại bệnh viện là không đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu. Việc thực hiện mua sắm một số gói thầu có dấu hiệu vi phạm hình sự. Cơ quan thanh tra cho biết cần chuyển hồ sơ hoặc thông tin sang cơ quan điều tra Bộ Công an gồm các gói thầu tại bệnh viện K, bệnh viện Ung Bướu, Thành phố Hồ Chí Minh. Có một vị thứ trưởng hiện nay cũng xuất thân từ bệnh viện K đấy, nếu các bác nào nhớ. Thì không hiểu rằng là như thế nào đây. Đó. Và đối với bệnh viện Nhân dân 105, quá trình kiểm tra xác minh tại Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì thanh tra chính phủ phát hiện một số sai phạm đối với gói thầu mua sắm 70 máy giúp thở. Tuy nhiên, do thời gian thanh tra và lực lượng thanh tra có hạn cũng chưa xác minh làm rõ đầy đủ được kết luận. Ngoài ra, tại bệnh viện này còn có những nội dung công dân tố cáo liên quan. Thanh tra chính phủ đã có văn bản về chuyển đơn tố cáo gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và căn cứ các vi phạm về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế tiêu hao, thuốc chữa bệnh và một số nguyên nhân khác, thì thanh tra chính phủ đã chuyển cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý 7 vụ việc, bao gồm có hồ sơ về gói thầu số 2 và gói thầu số 05 đấu thầu tập trung năm 2017 tại Trung tâm Mua sắm Tập trung Quốc gia liên quan tới liên danh công ty Guni Văn Lang. Đây là một nhá, từ năm 2017. Từ cái này là từ năm 2017 này. Hồ sơ thực hiện việc liên doanh liên kết đối với 11 máy liên doanh liên kết đặt tại Bệnh viện Bạch Mai. Vừa rồi anh Quốc Anh chỉ dính có một máy thôi. Nhưng mà đợt tới thì còn nhiều máy nữa. Thông tin mua sắm robot hỗ trợ phẫu thuật sọ não có sử dụng công nghệ lập kế hoạch và giải pháp PACS tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Văn hóa Xã hội Thành phố Hà Nội. Đó. Thông tin việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao tại Bệnh viện Tim Hà Nội đối với 10 gói thầu chỉ định thầu rút gọn năm 2018. Mua sắm trực tiếp dụng cụ và vật tư y tế tiêu hao năm 2018. Gói thầu mua sắm hệ thống máy cộng hưởng từ bắt nguồn từ kinh phí quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2018. Và gói thầu số 1 mua sắm hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính năm 2019. Thế này thì anh Tuấn Tim cũng mệt ở đây nha các bác nhỉ. Đó, anh Tuấn Tim cũng mệt đây. Và thông tin về thực hiện gói thầu trang thiết bị y tế cho khu khám, chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh bây giờ là gọi thằng lo ngáy. Thông tin về việc cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trái quy định có dấu hiệu lợi ích nhóm ở vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế. Chỗ này thì anh Minh Tuấn là cũng bị xong rồi. Nhưng mà trên anh Minh Tuấn không biết còn ai không. Và thông tin việc đấu thầu mua sắm thiết bị đối với gói thầu TV05 vân vân. Và tại bệnh viện K. Và theo thanh tra chính phủ thì trách nhiệm về các thiếu sót vi phạm được phát hiện qua thanh tra trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế mua sắm trang thiết bị này là từ 2014-2018. Các đơn vị K
cá nhân thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2014-2018 và trách nhiệm về các thiếu sót sai phạm trong việc thực hiện các cơ quan, cơ sở khám chữa bệnh thì nêu lại văn phòng vân vân và các cá nhân liên quan. Thì các bác để ý nhé, kết luận thanh tra này thì thuộc giám đốc bệnh viện, các phòng khoa tham mưu và các cá nhân liên quan. Thế cho nên có lẽ rằng là chúng ta sẽ chia buồn với rất nhiều người, rất nhiều người. Mọi người cứ nói rằng là chưa sao, nhưng mà báo cáo với các bác rằng là có sao. Đầu tiên là chúng ta cũng phải rất cảm ơn thanh tra chính phủ, bởi vì thanh tra chính phủ bây giờ khác với cả ngày xưa rất là nhiều. Nhưng mà tại sao thanh tra chính phủ và các nơi quyết liệt làm như vậy á? Có một phần, và thực ra ấy, là đa phần là công cuộc phát động chống giặc nội xâm do Tổng Bí thư đứng đầu, công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng, để thấy rằng là các sai phạm này thì người dân của cả một cái thời kỳ người ta đều biết hết. Thế nhưng ấy, trước đây không xử lý, còn bây giờ thì xử lý. Từ 2014 đến 2018 tôi rất là buồn. Một đồ buồn ở chỗ này các bạn, đó chính là chúng ta rất xúc động. Chúng ta cảm thấy rằng là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam á, là quản lý một loạt ngành, bao gồm có ngành y tế, rồi thậm chí có thời gian để làm bộ trưởng kiêm nhiệm. Thế rồi ngành giáo dục, ngành văn hóa thể thao. Hôm nay thì Việt Nam vừa thua 0-4 thì phải, lúc tôi xem rất nhiều ngành, và các bạn là như vậy. Thế nhưng các ngành đó thì hầu hết là xảy ra các sai phạm. Mà quãng thời gian nắm quyền của Phó Thủ tướng có thể nói rằng là rất dài, chứ không phải là mới. Tôi thì tôi thường thường tôi thấy rằng Phó Thủ tướng của chúng ta là nói về viễn cảnh tương lai thì nhiều hơn là thực tại. Trong khi đó, báo cáo với các bác rằng là chúng ta cần phải, muốn đi đến tương lai thì chúng ta cần một con xe tốt. Xe chúng ta đang cũ, đang nát thì chúng ta phải sửa nó trước khi chúng ta đi, đúng không? Nguyên tắc thì là như vậy. Trong mỗi một cái cuộc đường dài chẳng hạn, các bác nào đã từng đi xuyên Việt hoặc là đã từng đi xe máy, đi phượt thì các bác có thể thấy cái công đoạn kiểm tra xe cho nó tốt thì trong một quãng đường như vậy thì nó mới là một cái yếu tố chính, cái phương tiện của chúng ta. Thế trong khi đó mình mà nhảy lên mà mình cứ mơ đi tương lai thì xe nó gãy cánh giữa đường là chuyện rất bình thường. Thế cho nên là tôi cũng cảm thấy tiếc, bởi vì là tôi nghĩ nếu ai đó ở trong cái vị trí của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì có thể, nếu mà có quyết tâm làm trong sạch nội bộ như Tổng Bí thư ấy, có quyết tâm, có đủ tầm để làm trong sạch nội bộ đối với cán bộ thì chắc rằng là không có cơ sự xảy ra như ngày hôm nay. Rất đáng buồn, rất đáng tiếc. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.